Cuộc đời là một ngôi trường đặc biệt và trong ngôi trường đó có vô vàn nhiều bài học. Không phải chúng ta được sống bao lâu mà quan trọng là chúng ta giải quyết được bao nhiêu bài học. Bài học này chỉ đến khi bài học kia đã được giải quyết. Xin chào thầy, xin chào tất cả các anh chị em với mặt trong buổi học ngày hôm nay. Hôm qua em và chị em có làm một bài tập và cái bài tập đấy đã tháo gỡ được tất cả những khúc mắc trong lòng em cái vấn đề mà em phàn nàn ở đây đó chính là người vợ của em và khi mà em phàn nàn như thế cái mục đích em phàn nàn đó là uh, em đổ lỗi em uh, trách căm thù hận thù và căm ghét đấy là những cái cảm xúc mà khi mà em phàn nàn mong muốn mà khi mà em phàn nàn như thế thì em mong muốn được cái gì đó là em mong muốn đó là được yêu thương một gia đình hạnh phúc và được trân trọng Đấy là cái điều em mong muốn Vậy thì nó ảnh hưởng Cái điều này khi mà cái phần nàn này em ảnh hưởng đến cái cuộc sống của em thế nào Nó làm cho cuộc sống của em bế tắc Bế tắc như thế nào đó là bế tắc cho cuộc sống Tự mình mình khép kín lại Nó bế tắc là mình cảm thấy mình không tin tưởng một phụ nữ nữa Mình cảm thấy rằng là ôi rồi phụ nữ thì à như thế thế thôi Kết quả mà rút ra được đó là Đó là mình ngu Cái lỗi này lỗi ở mình Thế tại sao mình lại phải trách cô ta Khi mà mình đã biết được rằng đấy là lỗi của mình Thế tại sao mà Tại sao mình lại phải căm thù, căm ghét đấy làm gì Tại sao mình phải buồn Tại sao mình phải bế tắc Đó là những câu hỏi nó diễn ra trong đầu em tối qua Và em đã giải quyết được Em cảm thấy cái chuyện này rất là vớ vẩn Cái điều đấy nó không đáng để xảy ra đối với mình Vì mình quá ngu Mình ngu nên nó mới dẫn đến cái kết quả đấy Tiếp theo đó là khi mà uh, câu chuyện thầy Phạm Thành Long kể lại Thì câu chuyện như sau Thầy Phạm Thành Long sẽ kể là Đó là vì anh ngu Vì anh không tìm hiểu kỹ cả Vì anh quá vội vàng Thế thì lần sau anh hãy tìm hiểu kỹ cả hơn Anh hãy bắt đầu tình yêu đi Rồi dừng lại thế nào? Cái sự kiện mà anh cho rằng Đấy là một cái sự kiện đau khổ đau buồn đấy Sự kiện hỗn loạn đấy nó diễn ra trước đám cưới hay sau đám cưới? Ờ diễn ra sau đám cưới 2 tháng ạ. Ừ. Và bây giờ kết quả là gì? Ờ, kết quả là em ly hôn Ly ừ. hôn xong chưa? Ờ, cũng đang chờ thầy ạ Chờ gì? Chờ vì đối phương không không chịu ký Cô ta có yêu em không? Chắc là không ạ Sao em biết? Ờ, nếu như mà cô ta mà yêu em thì cô ta sẽ không làm điều như thế dù chỉ là một chút tình cảm thôi Nhưng mà nếu mà đã yêu hay là có một chút tình cảm gì đấy thì Không lý gì mình phải làm những cái điều như thế cả Có bao giờ trong quá khứ Em tin một cái điều gì đó là đúng sau đó em lại thấy nó sai không? Trong quá khứ Là dạ không ạ Em vừa tin vào vợ em đấy xong rồi em lại bảo vợ em là sai đấy Thực ra ấy là trong cái quá trình mà trước hôn nhân Đây là em đang kể trước hôn nhân nhá Để em phản biện lại cái câu nói là tại sao em nói thế Thì trước hôn nhân thì nó đã có những cái điều mà nó xảy ra khiến cho mình có sự nghi ngờ rồi Nhưng mà mình rất là ngu một cái điểm là Mình cứ cứ để nó cứ để cứ cái việc đấy nó xảy ra thôi Chứ mình không dừng lại, mình không ngăn lại Mình cũng không bỏ đi, không từ bỏ Mà mình cứ để nó tự xảy ra Nó diễn biến theo từng ngày Và nó tạo ra cái kết quả Đó là đó là mình không chứng thực cái cái cái, cái sự nghi ngờ đấy. câu hỏi cô ta có yêu em không? không ạ. sao em biết? À, em cảm nhận thôi. có cái gì trong quá khứ mà em cảm nhận là đúng sau đó lại sai không? có. sao em biết là cô ấy không yêu em? vì em cảm nhận là cô ta không yêu em. có cái cảm nhận nào trong quá khứ? mà em cảm nhận là đúng, sao nó lại sai không? Có. Vậy sao em biết cái cảm nhận vừa rồi là đúng? Sao em biết lấy cảm nhận không mà cô ta không còn yêu mình nữa là đúng? Vì cái điều em thấy là đúng là sai. Em thấy nó đúng là sai, có nghĩa là sao? <cười> <cười> có bằng chứng nào cho thấy cô ấy không còn yêu em nữa không? Ờ, có. Ví dụ ví dụ như là ví dụ như là cô ta ngoại tình là một vấn đề để tôi hỏi những người đàn ông dũng cảm này vâng tôi cũng giơ tay để tôi còn kéo các ông theo. có ai ở trong ngoài này ngoài vợ có thêm một người phụ nữ khác giơ tay này giơ hết tay này Rồi. có ai ngoài vợ ra mà mình có thêm một người phụ nữ nhưng mình rất là yêu vợ mình giống tôi giơ tay này rồi <laughs> à, hết mà hội trường này giơ tay hết còn những cái ông ấy mà không giơ tay ấy, là vì trong quá khứ chưa bị phát hiện thôi ông hiểu không? <cười> <cười> tiếp theo câu chuyện đó là khi thầy phạm thành long kể ra câu dưới câu chuyện theo cái kể lại câu chuyện của em ấy đấy thì tiếp theo đó là đức chúa trời đức chúa trời sẽ kể lại câu chuyện của em như thế nào vâng đức chúa trời sẽ nói rằng là anh có cái quyền gì mà anh trách cô ta Cô ta sai ấy. Thì tôi là người có quyền Tôi là người trách Tôi là người phạt cô ta Nếu cô ta sai Câu chuyện của một người đàn ông Mãi không bao giờ lấy được vợ Có một có, có một người đàn ông nào đó trên thế giới này Mà không bao giờ lấy được vợ Không Đấy là vì anh ta không muốn lấy thôi Như em thì uh, Em đã thoát ra được rồi có thể nói là em đã thoát ra cái câu chuyện này nó thoát trước khi trước khi là cái khi mà em tham gia lập trình vận mệnh này của thầy và tối hôm qua thì em đã biến cái 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 chuyện đấy nó thành một cái chuyện nhỏ nhoi chuyện vơ vẩn và em biến thành đấy thì em thấy vui em thấy vui vì cô ta như thế vì khi mà khi mà cô ta làm như thế thì em cảm thấy vui vì sao vì em đã có cơ hội em được làm lại lần nữa <laughs> sao em biết là cô ấy ngoại tình à... nguyên nhân à hay là lý do ạ à? có những điều gì mà em biết em chứng minh cho cái điều quan điểm của em nó là đúng vì em bắt được bắt được thì sao em bắt được thì em kệ thôi, không đánh đập gì cả, không làm gì hết, nhẹ nhàng ra đi thôi. vì lúc đấy em nghĩ rằng là nếu như mà em đánh cô ta ấy, thì hóa ra em bằng cô ta. em nghĩ rằng nếu mà cái chuyện mình đã coi nó là vớ vẩn ấy thì không có gì mình không thể nói ra được. và điều gì nếu mà tôi ly hôn? dạ. điều gì diễn ra nếu mà tôi ly hôn? À, như thầy, nếu mà ở địa vị thầy thầy đi hôn thì lúc đấy thầy phải nghĩ nhiều nghĩ nhiều hơn em Thì thầy có nhiều thứ hơn Nhiều giá trị hơn Còn như em thì em không có giá trị Tại sao? Vì cái cuộc hôn nhân của em là nó chưa có gì để bố víu vào Chưa con cái Chỉ có tài sản tiền hôn nhân cái đấy không tính vào rồi Thế thì em lấy cái gì bố víu Tình nghĩa vợ chồng thì chưa có gì cả Ông ấy chơi gái bao giờ chưa? Rồi ạ ừ. Ông phải trả lời thật chứ Đã là đàn ông phải thật Tôi hỏi ông này, về quan điểm cá nhân của ông, cái việc đi chơi gái gọi là ngoại tình? Không, đúng rồi đấy. Chơi gái khác ngoại tình khác. Ừ. Nó khác nhau như nào? Chơi gái đó là tôi đi làm cái xong tôi về vẫn yêu vợ tôi. <laughs> tất cả người đàn ông đều nghĩ vậy đấy. Vâng. Tất Nhưng mà tất đồng. cả người đàn bà đều nghĩ đấy là sai. Và nó giống như anh như đàn bà ấy. <laughs> Bây giờ anh em mình phải mất tiền Mình phải lấy tiền nhà mình đi mua Người ta được miễn phí Simple Người ta khôn hơn mình rồi Người ta phải bình thường người ta phải bỏ tiền ra người ta mua giống anh em mình à, Nếu mà cái câu chuyện chúng ta đổi cái vai đi hiểu? là Coi như đó là bình thường phải mất tiền để mua giờ được miễn phí Chuyện nó sẽ đơn giản rất là nhiều Và Simple câu chuyện nó phải kể này vì tôi muốn ly hôn nên tôi không còn yêu cô ấy nữa vì tôi không còn yêu cô ấy nữa nên hai tháng trước cô ấy là ngoại tình vì cô ấy ngoại tình nên tôi phải lấy vợ tôi phải lấy cô ấy kể lại câu chuyện Rồi. vì tôi muốn ly hôn nên tôi không còn yêu cô ấy nữa nên vì. Vì, tôi ấy nữa. vì tôi không còn yêu cô ấy nữa vì tôi không còn yêu cô ấy nữa nên hai tháng trước cô ấy ngoại tình vì hai tháng trước cô ấy ngoại tình nên tôi muốn lấy vợ nên tôi muốn lấy cô ấy nên tôi muốn lấy cô ấy ừ. câu chuyện này và và cô ấy đang kể câu chuyện mà em vừa kể còn em lại kể câu chuyện ngược lại và đấy chính là cuộc sống chúng ta hay lẫn lộn giữa nguyên nhân và kết quả tại sao đàn ông lại ngoại tình nhiều hơn đàn bà có bao giờ chúng ta hỏi câu hỏi đó không Chẳng lẽ anh em mình ngoại tình với nhau Chỉ vì là Phụ nữ họ Nhạy cảm hơn đàn ông Họ dễ phát hiện hơn Còn đàn ông thì không Đàn ông ít quan tâm Họ quan tâm đến nhiều thứ khác lớn hơn Nên họ ít quan tâm đến điều này Và cái điều đó nó sẽ diễn ra như vậy Và chúng ta hay nhầm lẫn Giữa việc have sách ở việc có tình cảm và trong cái quan điểm của người phương đông nói chung và đa phần kể cả tôi ở đây sách tây nó có hai từ ở lớp thế thì hai cái từ này nó có thể không liên quan đến nhau và sau đó thì anh lại thấy rằng là À vì cô ta có sách với một cái người khác Nên cô ta có tình cảm với người khác Còn anh thì lại cho mình một cái quyền là Anh có sách với cái cô gái mại dâm Còn anh thì không có tình cảm với cô ấy Vậy thì tại sao anh lại biết được là cô ấy ngoại tình Khi cô ấy hép sách Em thấy rằng khi mà thầy nói như thế này Em thấy nó đang bị hơi sai sai thì phải Đúng rồi đấy Sai mà Sai rất sai là khác Tại sao cô ấy không ký đơn Cô ta không ký đơn Rồi rất nhiều nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất đó là về tôn giáo Theo luật được. của Hội Thánh Thiên Chúa ấy, khi, khi mà cặp đôi tình nhân đã thề trước uh, Hội Thánh Thì bất cứ chuyện gì thì đa số là phụ nữ sẽ không bao giờ lý hôn Không bao giờ chấp nhận ký Vì lý do tại sao thì em chưa tìm hiểu hết được Tôi tưởng là anh phải đi học giáo lý rồi chứ Vâng em học giáo lý nhưng em học chỉ chống đối thôi Ok, câu chuyện đấy Câu chuyện ạ, vâng em học chỉ mang tính chất là hoàn thành để lấy vợ thôi lấy tấm bằng Vâng. tất nhiên em vẫn có niềm tin và nguyên nhân thứ hai thì đó là cô ấy cảm thấy chưa đủ muốn chia tài sản thêm cô muốn gì dạ cô muốn gì muốn đất đất đai tiền bạc anh nộp đơn ra tòa chưa em nộp được 4 tháng rồi gần 4 tháng rồi Chắc được khoảng 2 tuần nữa là sẽ giải quyết xong lâu ở, ở, ở Hà Nội thì em thấy chỉ mất có một tháng là xong thôi Ngày xong rồi Vâng Nhưng mà ở quê em thì em thấy rằng nó, nó rất mất hết, Mất rất nhiều thời gian Tại anh hay tại thẩm phán? Dạ Tại anh hay tại thẩm phán? Tại thẩm phán chứ Tại thẩm phán kiện thẩm phán Vì thẩm phán họ có quyền mà Còn em thì em muốn từ trước rồi Họ có quyền gì? họ có quyền họ quyết định đó là ngày nào được ly hôn còn em là em muốn là một phát ăn ngay cơ như em bị một phát cái em đã muốn tuần sau phát là phải xong rồi đúng rồi đấy nếu mà nếu mà ở hà nội là em chỉ muốn nó có khi ngày hôm sau được ngày đúng rồi đấy nhưng mà nó là theo vùng miền thế là luật của quê anh khác luật của tôi vâng điều ấy có đúng không không đúng ạ cho anh nói nếu mà em muốn nhanh hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Tại sao anh không làm cho nó nhanh hơn? Ừ. Câu chuyện chia tài sản có thật không? Có ạ. Cô ấy làm sao có đủ quyền để đòi chia tài sản? Vì cô ấy không hiểu gì về vấn đề tài sản nên cô ấy muốn chia tài sản. Ừ. Cô muốn chia tài sản cô ấy phải đòi tại tòa sao lại cô lại không ký vào đơn? Vâng, đấy là lý do của cô ấy. Cô ấy nói với anh thế nào mà anh biết là cô ấy đòi tài sản. Cô ấy nói sao? Là Tôi không đồng ý ký đơn ly hôn này. Dù tôi biết rằng là tôi sai. Dù tôi biết rằng là tôi không còn yêu anh nữa. Và tôi muốn chia tài sản. Chia bao nhiêu? Một nửa. Là bao nhiêu? Một nửa thì em chưa định giá được. Nhiều hay ít? Ít ạ Sao không chia? Vì đây là tiền hôn nhân Tài sản tiền hôn nhân Và tài sản sau hôn nhân khác nhau Nhiều hay ít? Dạ Nhiều hay ít? Tiền hôn nhân thì nhiều Còn ít hôn nhân thì Sau hôn nhân thì cô lấy hết rồi Sao biết là cô ấy lấy hết? Vì sau hôn nhân thì chủ yếu là tiền mặt thôi Tiền mặt và vàng thôi Thì cái số đấy thì cô ấy giữ két mà em có giữ đâu câu chuyện thật ở đây là gì câu chuyện thật ở đây nó là cái câu chuyện của em nó rất là vớ vẩn nó hiện tại không tạo ra một cái ảnh hưởng gì đối với em cả hai cái nhu cầu nào trong cái câu chuyện này mà em giữ câu chuyện để em thỏa mãn hai nhu cầu nào ờ... em thỏa mãn nhu cầu trách tội đổ lỗi, trách tôi đổ lỗi để thỏa mãn nhu cầu nào có sáu nhu cầu hôm qua đấy, nhu cầu yêu thương, em đâu có yêu thương ai đâu. là nhu cầu yêu thương thì nó sẽ yêu thương sẽ được hai kiểu, một kiểu là mình yêu thương và một kiểu là mình được yêu thương. Đây là em muốn được yêu thương hay yêu thương? Em muốn được yêu thương. Ừ. Và nó sẽ giống như câu chuyện lúc buổi sáng của mọi người, tất cả chúng ta đều rơi vào cái bẫy đó. và mình phải giảm cái muốn. Lại. Chúng ta nhầm lẫn ở trong cái câu chuyện này. Khi chúng ta sinh ra, à, chúng ta chỉ biết làm một việc thôi, là khóc và cười. Và chúng ta chợt nhận ra rằng là nếu chúng ta cười chúng ta chẳng được cái điều gì cả. Và khi chúng ta khóc, thì chúng ta được cho ăn, chúng ta được vỗ về, chúng ta được ôm ấp và thế là chúng ta bắt đầu khóc nhiều hơn là chúng ta cười và điều đó nó được hình thành thì trong quá trình ngay từ lúc chúng ta được sinh ra và chúng ta bắt đầu quá trình đòi hỏi và trong một mối quan hệ chúng ta tiến tới một mối quan hệ chúng ta tiến vào một mối quan hệ nào đó để nhận được nhiều hơn để làm thỏa mãn những nhu cầu của mình và chúng ta đòi hỏi những người khác phải cho chúng ta. Và khi không nhận được điều đó thì ta mong muốn xóa bỏ đi cái điều này để làm cho người kia cũng phải đau khổ như chúng ta. Và đó chính là kịch bản của một trò chơi trong cuộc đời mà tất cả chúng ta đều làm như vậy chúng ta muốn phá hủy đi cái mối quan hệ đó để mong rằng người kia cũng sẽ phải đau khổ và bằng cách đó chúng ta tiếp tục tiến tới một mối quan hệ để đòi hỏi và lại không được đáp ứng rồi bạn lại phá vỡ mối quan hệ đó để người kia phải đau khổ chúng ta trả thù nhau bằng cách chia rẽ mối quan hệ này đi để chúng ta không còn thuộc về nhau để chúng ta trở nên đau khổ Chúng ta muốn chia sẻ. Nhưng bản thân mình thì lại không muốn chia sẻ. Và ngay trong câu chuyện mà chúng ta vừa kể với nhau nó đã thể hiện rõ cái điều đó. Mồm thì nói bốn một tuần là xong. Nhưng sự thực là 4 tháng nay vẫn chưa có động thái gì. Nếu tòa án sai, kiện tòa. Và nếu như vậy, đâu phải đổ lỗi tại pháp luật ở khu vực của anh khác pháp luật pháp luật của tôi nữa. Và nếu chúng ta tiếp tục đổ lỗi phàn nàn Thì rơi vào tình huống số 1 Chẳng có điều gì diễn ra ở đây hết Mà tiếp tục đau khổ Chừng nào chúng ta vẫn còn đòi hỏi trong mối quan hệ Phải cho mình cái điều này, cho mình cái điều kia Mình tiếp tục đau khổ Và nếu anh rời bỏ mối quan hệ này Kịch bản cũ vẫn tiếp tục diễn ra Chúng ta rơi vào vòng lặp Của hành vi Kết quả Hành vi Kết quả Chúng ta tiến tới một mối quan hệ Để đòi hỏi người đó phải cho chúng ta Cái đòi hỏi đầu tiên đó là đòi hỏi được yêu thương Cái đòi thứ hỏi thứ hai là được tôn trọng Trôi trở thành duy nhất trong mối quan hệ này Và cứ như vậy chúng ta làm khổ nhau. Nếu anh muốn buông bỏ, buông bỏ nó luôn trong ngày hôm nay. Nhưng mình phải học được điều học gì đó từ bài học này. Còn nếu không, anh sẽ thể tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn này. Hãy bắt đầu từ anh trước. Anh đi học giáo lý trước đó là điều bắt buộc nhưng anh đã cư xử với giáo lý của người ta thế nào anh có tôn trọng điều đó không hay anh chỉ nói rằng anh tôn trọng nhưng anh lại nói chỉ để có bằng tôi không phán xét bất kỳ điều gì ở đây hết tôi chỉ muốn anh tự nhận thức được điều này nếu chỉ đi học thì để đi học thì chả đi học nữa còn hơn và chúng ta đâu phải tiến tới mối quan hệ đó nữa anh tiến tới mối quan hệ để đòi hỏi thì mối quan hệ luôn mang đến đau khổ tình yêu là nơi để cho không phải là nơi để đòi hỏi chừng nào chúng ta còn đòi hỏi chừng đó chúng ta còn gây đau khổ cho mình và chúng ta tiếp tục quay về kịch bản trả thù nên gây đau khổ cho người kia anh nói rằng anh chẳng đánh đập gì cả nhưng đây là một hình thức đánh đập về tinh thần nếu muốn kết thúc nó một ngày là kết thúc à vì đó là sự lựa chọn các bên tòa án sẽ tiếp tục kéo dài vụ án chừng nào họ vẫn thấy các bên còn tình cảm với nhau đấy là nghiệp vụ của tòa án họ được đào tạo để làm việc đó ly hôn chỉ xảy ra khi mục đích của hôn nhân không còn nữa lúc đó tòa sẽ xử và khi mà chúng ta ra tòa từ cái việc nộp đơn đến việc viết đơn đến việc trình bày đơn tại tòa thì tòa sẽ biết cái điều đó. Vâng, và em xin cảm ơn thầy. Ông chưa có cái gì để cảm ơn tôi hết. Cho đến khi ông thực sự đối mặt với mình. Câu chuyện của em ấy thì em đã đối thẳng với chính mình rồi. Và cái việc mà em em chậm chậm cái cái tòa án ấy thì em thấy rằng là uhm lúc đấy là vì em không hiểu luật một phần em không biết được rằng là mình làm cách nào để kết thúc em chỉ biết rằng ở Hà Nội ơi ừ, thì mình cứ bỏ tiền ra sẽ kết thúc được thôi đúng không còn ở quê em thì em chỉ biết rằng là theo đúng luật gọi lên viết giấy viết giấy nộp đơn ba lần là giải hòa hòa giải sau ba lần thì chờ kết quả bài học của cái câu chuyện của em thì em đã rút ra rồi Bài học đó là mình ngu Nếu mày ly hôn con này xong nhá Mày cưới con khác Mày còn tao còn mày Nếu ngày hôm nay mày dừng xuống và mày ngồi luôn xuống Kịch bản này tiếp tục diễn ra 5 lần nữa cho mày nghe Không phải là một lần hai lần đâu 5 lần nữa mày cưới con nào con đấy ngoại tình Còn nếu không học được bài học đấy Mày ngồi xuống mày trả mic cho tao Mày ngồi xuống mày cưới một con khác Kịch bản cũng lại diễn ra Dạ em chỉ muốn lần thứ hai thôi ạ Hết lần này sang lần tiếp theo là viên mãn rồi ạ tao tôi, tôi hỏi này. Sao em biết là em có cái cô sau sẽ tốt hơn cô đầu? Sao em biết cô số 2 em là người đầu tiên? Sao em biết cô số 2 sẽ là người duy nhất? Sao em biết cô số 2 em sẽ là người cuối cùng? Và nó hơn gì cái tình huống số 1 này? Cái tôi nó quá lớn, nó sẽ đè bẹp tất cả mọi thứ là khi cái tôi còn lớn, chúng ta không học được bất kỳ cái điều gì xung quanh chúng ta nữa, cả. chúng ta sẽ trở thành một cốc nước đầy. Và tất cả những điều này xảy ở chúng ta để cho chúng ta những bài học. Cuộc đời là một ngôi trường đặc biệt, và trong ngôi trường đó có vô vàn nhiều bài học. Không phải chúng ta được sống bao lâu, mà quan trọng là chúng ta giải quyết được bao nhiêu bài học bài học này chỉ đến khi bài học kia đã được giải quyết và khi giải quyết xong bài học này thì bài học khác mới tiếp tục xuất hiện cho ta chừng nào ta chưa học được bài học này thì nó lại diễn ra cho ta ở nơi này hay nơi khác từ người này hay người khác vào lúc này hay lúc khác Nên nếu bạn không sẵn sàng để giải quyết nó bây giờ Thì nó lại tiếp tục xảy ra cho ta ở những lần tiếp theo Tôi không phải là sẽ giúp em cứu vãn một mối quan hệ Hay là sẽ xây dựng một mối quan hệ mới Mà điều quan trọng là em phải trưởng thành qua sự kiện này Và có thể chấp nhận cái cô cái cô đó hoặc không chấp nhận cái cô đó Tùy thuộc không phải là quan điểm góc nhìn của mình Mà hãy nhớ rằng liệu em có lấy được một cô khác không? em tên là gì? Dạ, em tên là Dương ạ. Sao em biết em tên là Dương? vì bố mẹ em đặt em tên là Dương. Sao em biết bố mẹ em đặt tên cho em là Dương? vì trên giấy khai sinh của bố mẹ em, à, trên giấy khai sinh của em tên là Dương. Sao em biết giấy khai sinh như là của em? vì trên giấy khai sinh đấy có tất cả các thông tin của em. trong giấy khai sinh có thông tin gì của em? ngày tháng năm sinh họ tên nguyên quán sao em biết đấy là của em em sinh ngày bao nhiêu dạ, em sinh ngày chín tháng 10 sao em biết đấy là ngày sinh của em Và đến ngày sinh của em em còn chẳng chắc chắn tên của em cũng không chắc chắn em là ai đến bây giờ thì em cũng không biết em là ai luôn Em là ai? Em là Dương Sao em biết em tên là Dương? Vì bố mẹ em đặt em tên là Dương Sao em biết bố mẹ em đặt tên cho em là Dương? Không có thứ gì trên cuộc đời này mà chúng ta có thể gọi là đúng cả Đúng hay sai Phụ thuộc vào việc chúng ta gán nghĩa cho nó You can be right or you can be happy Hoặc là bạn chọn đúng Hoặc là bạn chọn hạnh phúc Tất cả là do chúng ta gán nghĩa cho nó. Em có muốn thực sự giải phóng mình ra khỏi câu chuyện này không? Dạ có ạ. Câu hỏi quan trọng và em phải trả lời với tốc độ nhanh hơn. Em có chắc chắn là mình sẽ lấy được một bà vợ tốt hơn bà vợ cũ không? Có ạ. Điều gì cho em biết điều đó? Có chưa? Rồi ừ. ạ. Tìm thấy chưa? Rồi ạ. Cô đồng ý cưới không? Chưa ạ. Bọn em mới bắt đầu thôi Bắt đầu là như nào? Mới yêu thôi ạ. Cô có gì tốt hơn cô kia? cô ấy là một cô gái bình thường cô ấy có gì tốt hơn cô kia cách cô ấy tốt hơn tính cách là, là cái gì đó là cô ấy trung thủy hơn trọng biết vì cô ấy đã từng trải một lần rồi từng trải một lần rồi còn chung với thủy tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chui xuống cái hố có gì hay đâu mày cứ tưởng mày hay vẫn tập hai thì cái kia tự thế Mất công thì xóa đi xong lại làm lại lại vẫn chơi game cũ. Có gì hơn nữa nào? Đoạn hoảng lắm cơ. Bây giờ như này này. Để tao giải thích cho mày nghe. Cái điều quan trọng nhất đấy. Bây giờ mày chấm dứt cái này. Thì mày là ai? Để mày đủ mày thu hút những cái thứ tuyệt vời nhất đến với mày. Để mày có quyền lựa chọn không? Những thứ tốt hơn không? Và phải muốn tốt hơn được Thì ngày hôm qua trong cái bài tập số 1 ấy Cái điều gì làm cho cuộc sống của mày trở nên tuyệt vời Mày phải vẽ ra được Bây giờ con này 30 Thì bây giờ chuyển sang con này là 18 Ví dụ mày quan điểm rằng là mày là thằng đầu tiên Thì nó phải là đầu tiên nó phải còn nguyên Kiểm tra nhờ bác sĩ kiểm tra Có tiêu chí khoa học đàng hoàng Chiều cao con kia ngày xưa là mét cân hai hả à? <laughs> Bây giờ mình phải chọn con căn 3, cho nó đo chiều cao đủ căn 3. Căn 3 bằng mấy mày? 1,3. 1,3, căn 3 mà bằng 1,3, căn 2 bằng mấy? 1m4 cộng, còn căn 3 là 1m7 cộng, nó phải là 90, 60, 90. tiêu chí chọn chứ Tránh vỏ dưa lại chui vào vỏ dưa Tránh gai thì rơi vào đinh Thế làm cái gì Thì ngồi yên không cựa quậy nữa Thì là là không sao cả Càng cựa gai càng đâm Bây giờ có rõ tiêu chí chưa rồi. Rõ rồi thì tại sao lại còn phải một lần với hai lần ở đây Thế một lần với hai lần đối với mày quan trọng không Có quan trọng không Được Không Nếu định thay đổi thì phải biết rõ tại sao mình thay đổi, thay đổi vì cái yếu tố môi trường bên ngoài này hay thay đổi vì bản thân mình. ở đây có hai điều rất là quan trọng phải nhìn nhận. đó là khi chúng ta đang nhìn nhận một cái sự kiện nó xảy ra trong quá khứ này, đây chính là cái sự kiện mà chúng ta phải nhìn nhận nó. vậy thì nếu mà đây là cái sự kiện này là nguyên nhân hay cái sự kiện này là kết quả thì điều đầu tiên chúng ta phải giải quyết được, nó là nguyên nhân hay nó là kết quả và luôn nhớ lúc thì nó là nguyên nhân nhưng mà lúc thì nó là kết quả và chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa hai điều này vậy thì cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ này nó là nguyên nhân làm cho mọi thứ của cuộc đời của chúng ta trở nên hỗn loạn này đúng không nào và nó hỗn loạn là bởi vì cái ý nghĩa mà ta gán cho cái sự kiện này cái ý nghĩa ở trong đầu chúng ta về cái sự kiện này đó là cái ý nghĩa mà chúng ta gán cho những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. 37 độ, 39 độ C dưới cái trời nắng gắt như vậy trong 8 giờ liên tục. Và hầu hết chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ cần đi ăn trưa một tí trời nắng ở ngoài kia là chúng ta sẽ né tránh nó rồi. Vậy thì tại sao anh ta lại để cho cái sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời của mình là bởi vì cái ý nghĩa nó xảy ra. Anh ta muốn chui rèn bản thân mình, anh ta muốn luyện tập bản thân mình. Đó là cái ý nghĩa anh ta gắn cho cái sự kiện khó khăn đó. Nhưng có những người thì gọi rằng là ôi nắng quá không ra đâu, chỉ tôi thì ngồi yên ở trong hội trường này thôi. Và đó là cái ý nghĩa. Và xong quá khứ cái không phải cái sự kiện làm thay đổi cuộc đời của ta mà chính cách chúng ta phản ứng với cái sự kiện sự kiện này nó phải đi qua cái cách mà chúng ta phản ứng thì lúc này nó mới tạo nên cái kết quả. Không phải sự kiện nó tạo nên kết quả. Mà cách chúng ta phản ứng với sự kiện mới tạo nên kết quả. Tôi tạm thời không biết câu chuyện thật của anh là gì và không quan tâm đến điều đó. Nhưng nó có một cái sự kiện này nên nó đi qua cách chúng ta phản ứng này nên nó dẫn đến cái kết quả cuối cùng này. Nhưng đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Và sau khi anh đã trở về con người bình thường của mình ở thời điểm trước này Anh vẫn tiếp tục cách cách mà chúng ta phản ứng với những sự kiện như vậy Thì sau đó anh lại quay về có qua trạng thái này Và nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Đó chính là khi chúng ta rơi vào cái điều quặn sau đây Đó là cách mà chúng ta phản ứng chúng ta gọi là hành vi Hành vi này thì nó tạo nên cái kết quả này và vì cái kết quả này lại không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn nên chúng ta lại lặp lại cái điều này một lần nữa và nó vẫn xảy ra như thế này nó chỉ đơn giản biến y được thay đổi từ lần một lần hai lần ba hay lần bốn mà thôi cái kết quả nó vẫn không phải là kết quả chúng ta mong muốn và nó cứ tiếp tục diễn ra như vậy và dần dần nguồn lực nó thấp dần đi nên cuối cùng cái kết quả càng ngày đã càng kém đi so với cái kết quả của lần trước anh cứ xem lại mà xem có phải lần tới này nếu mà tiếp tục với mối quan hệ mới này tôi không biết và tôi không phán xét điều gì ở đây cả nhưng anh cứ thử nghĩ mà xem hình như có vẻ là nó không hơn gì cái kia cả đâu tôi không biết nó chỉ là để thỏa mãn con người của mình thôi vào cái thời điểm nhất thời này thôi để anh chứng tỏ anh rằng anh cũng ngon nhưng mà ngon thì phải như này Ngon thì phải là 18 này. căn 3 này. 90 này. Thế thì cái tại sao cái mối quan hệ bây giờ đang có lại là như vậy? Nếu anh đang muốn điều này thì tại sao mình lại duy trì cái mối quan hệ đang có này, mối quan hệ mới này? Và cái mối quan hệ mới này so với cái mối quan hệ cũ này và tất cả đều đến từ cái tôi cá nhân quá lớn nên là tiếp theo ấy, là đừng có mối quan hệ nào cả cho đến khi cái vấn đề này được pháp luật thừa nhận vội vàng một lần đừng thêm một lần vội vàng nữa và cái bài tập thế nào là một người vợ tuyệt vời anh vẫn chưa được học không? không phải anh ta có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông mà chúng ta phải có một cái định nghĩa thật là tuyệt vời sau khi có định nghĩa đó, soi lại xem, cái người hiện tại có tuyệt vời như vậy không? và nếu anh ta mới cô ta tuyệt vời, mắc mới gì phải làm lại, tôi có thể dành 30 phút nói chuyện với cậu riêng để hiểu rõ hơn những điều mà cậu không dám nói ở đây. Nếu bây giờ mà muốn chữa bệnh mà cứ giấu, thì thằng thầy nó sẽ dù nó sẽ không thể nào bốc thuốc đúng cho mình được. ông cứ đứng ông cười, ở đấy chính là vấn đề của ông ấy. Rồi ừ, dành cho bạn chàng có tay tên lớn cho buổi sáng ngày hôm nay đã. Yeah. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long Để không bỏ lỡ những video tiếp theo Hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo